Ok và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thế Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là The Battlecast nha anh em. Và nếu anh em nào thích cái video này hãy để cho mình một like nhé, một cái comment và một chia sẻ nha anh em, nó là động lực rất là lớn để mình có thể làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai này nhé. Và bắt đầu thôi anh em, let's go. Rồi thì chúng ta sẽ vào đây Gamatoto để mình lấy cái phần quà đang cố gắng tiến hóa cái con mèo lên level 20 anh em ạ. Rồi ok, sự kiện này thì chiếm hãy tiếp tục và nạp tiền để săn Legendary anh em ạ. Mình biết là tỷ lệ ra Legendary là cực kỳ khó, rất là khó luôn anh em ạ, không hề dễ tí nào cả, nhưng mình sẽ cố hết sức vậy chứ không biết làm nào. Ở có sự kiện mới, nó chính là có cái Dark Hero. Ôi, nhưng mà Dark Hero thì mình đã sở hữu gần hết rồi anh em ạ. Ok, Akira cũng có rồi nè, Dark Cashman và White Cashman ha. Hai con này robot này có rồi nè, Mekako có rồi nè, The Black Cat này, White Rabbit này, Warlock. Ô, con này chưa có này, con này chưa có. Oni Hayabusa Detective Village, cái này chưa có. Con này có rồi nè, con này cũng có rồi nè. Rồi tỷ lệ không phẩy mấy phần trăm, cái này không ra nổi thì cái kia ra thì cái quái được nhỉ. Tôi đang suy nghĩ là sẽ ra cái kiểu gì bây giờ đây. Chúng ta đang có khoảng 8 triệu XP à. Nhìn chung nó cũng khá là được, khá là nhiều. Ok, mình sẽ thử cái này nhé. Rồi. Được cái con Gross Cast. Mới là 20 cộng 8 anh em ạ, vẫn chưa lên được. Rồi ok anh em ơi, chúng ta sẽ đánh cái map gì đây? Hôm nay là mấy sự kiện này thì chúng ta đánh cái Legion State thôi. Có cái map gì không nhỉ? Có cái sự kiện gì mới không nhỉ? Có Legion Quest. À đây đây, có 3 sự kiện mới á. Day of Jungleman với độ khó là 9 sao. Teacher Beer Cast sợ thật 10 sao luôn. Ok, cái này cũng có 8 sao luôn anh em ạ. Có thích nhỉ. Sự kiện Samurai Awaken. Cái con này tôi đạt được rồi này anh em. Samurai à? Hình như con này tôi lấy được rồi anh em ạ. Akiri, Samurai. Samurai tiến hóa hình như là mình chưa mua anh em ạ. Nó là ở trong cái special card. Samurai đúng thật anh em ạ. Đúng thật anh em ơi, tôi lấy được cái con đấy rồi. Nhưng mình chưa mua con này ha. Tôi cần thêm cat food, tôi cần thêm khoảng mấy chục cat food nữa. Bây giờ có khoảng 100 cat food là có thể thoải mái mà mua đấy được đấy anh em ạ. Nhưng mà không có. Beyond the X-Sulfur được thêm 100 cat food này. Hoặc là làm cái này. Làm này cũng sẽ được thêm cat food. Nhưng mà hơi khó nhỉ. Empress. Khó phết anh em ạ, mấy cái nhiệm vụ này rất là không làm được đâu. Theo như mình thấy là để được cái cat food của nó thì complete tất cả các nhiệm vụ mission. Đang suy nghĩ là xem. Chúng ta lấy được cái con kia rồi. XP Mega Bliss Teacher is Spring Samurai, chắc là đánh cái Green Red thôi. Dạ. Yeah. Mình đánh cái tiếp tục với cái Story of Legion nào. Đấy, chúng ta còn khá nhiều map, hoặc là đánh cái Legion State các kiểu á. Nhưng trước tiên sẽ upgrade con gì đấy á. Uber Super Ray anh em ạ. Có rất là nhiều con mình muốn cho lên level 30 anh em ơi, nhiều lắm. Nhiều dã man luôn. Cho mấy con thần này. Con thần này chưa lên này. Vãi lều, con thần này chưa lên anh em ạ. Con Gravolo này. Thần đất anh em ạ, mãi bây giờ mới được lên level con thần đất này khỏe đấy. Theo như mình thấy là rất ổn ha. Nếu nó có thể true form lên được thì mình sẽ cần kiếm red card fruit này, blue này. Đấy, tôi sẽ kiếm card fruit để true form những con này lên anh em ơi, là đẹp không? Con đấy chưa tiến hóa, hôm nay mới tiến hóa. Furion Pestilent, đây là robot à? Mikuitamai, tôi cũng mắc cấp rồi. Cho con gì lên nữa nhỉ? Thần nước thấy bảo là mạnh... Chrono in the Infinity à.
Ồ, còn chưa mắc cấp này, Chrono Infinity chưa mắc cấp à? Và có lẽ là mình cũng nên tiến hóa cho Chrono Infinity lên nhỉ? Con nào anh em thích không? Xem nào. Casazio. Mấy con rồng anh em ạ. Con này con Huntress Terran này cũng rất là khỏe này anh em. Nhiều lắm, Divikai, Thundier. Nhiều con khỏe lắm anh em ạ. Wugot Kenshin, Wugot Seagen. Ở hết đấy, Baby Cat. À, có lẽ tôi sẽ để chuẩn bị tiến hóa Baby Cat lên một cái cấp độ cao nữa. Baby Cat rất là ngon à, thấy bảo thế. Con này có talent không ta? Kháng Fraser, Frotting, đánh Alien, đánh Arena Attack và còn cả cái Knockback. Có nhiều con quá, tôi chưa biết sẽ cho con nào lên. Thôi cho Legendary lên đi. Legendary được anh em ạ. Legendary mình còn một đống Legendary mình chưa cho lên á. Gaia. Colossus Benki chưa lên được. À, có thể cho lên Max level 30 được anh em. Wugot Miyamoto, sao con này ngày xưa cho lên tận đến 25 vậy? Ảo thật sự luôn. Colossus Benki. Không có ấy luôn anh em ạ, không có talent luôn ha. Rồi, đánh cũng được ha. Rồi, chúng ta sẽ đánh cái Growing Red này anh em ơi. Cây quốc Growing Red thôi, nhỉ. Map nào cũng được. Đây. Rồi anh em ơi, đội hình này thì cũng rất là mạnh. Cho sẽ bỏ bớt một vài con đi. Ủa, sao đội hình này nhìn trông nó khá là yếu. Thế nhưng mình thấy là khá là... Đâu rồi, Legendary của tôi đâu rồi? Colossus Benki. Với cái team ở trên thì rất là mạnh rồi anh em ạ. Thề mạnh dã man luôn, cho dùng tận đến 3 Legendary ha. Đây, Uber Super Ray. Thì lấy con đấy vào thôi. Con Chrono. Đây. Chrono Infinity. Thích thì cho tiến hóa lên cũng được. Rồi anh em nhá. Và chiến thôi anh em. Let's go. Rest passion. Ok, và anh em hãy để cho mình một like cũng như một lượt đăng ký ở phía dưới nhá. Nó sẽ là cái lượng động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Chú ba con này ra, con này khỏe lắm ạ. Con Cyborg Cast này nó rất là bá. Thế như mình thấy là như vậy. Map mình nhanh thôi. Rất là nhanh thôi. Không có gì khó khăn đâu. Ây à, Red Bull Bull à anh em ạ. Ok, Red Bull Bull à. Red Bull Bull thì phải lấy cái con Seagen ấy. Khắc chế với bọn Bull Bull này rất là ngon. Khắc chế với con đỏ đỏ anh em. Red Bull Bull. Thế thay con này nhá, bằng con Seagen à, Legendary à. Tiêu diệt Red Bull Bull là được ấy, nhờ. Mắt này thật ra thì cũng không cần phải, ôi trời ơi, quên nó không tắt tiếng, ở tiếng game này rất là to anh em ơi. Đấm nhau rất là to luôn. À không, không sao, may quá. Red Card Fruit, ôi hạt giống ạ. À. Ui, cho được vào luôn một cái map mà không tốn level vào anh em ạ. Như đây ông Red, oh đây Black à. Map này map Black anh em ạ. Toàn bộ team sẽ là team Black à. Và chết hết. Health Emma ở Sentinel. Lợn đỏ, mấy con này ghẻ mà. Còn mấy con Black kinh kinh thôi. Cũng không phải vấn đề gì quá lớn với mình cả. Ok anh em. Colossus Benki à. Colossus Benki lên 30 thì cũng hơi phí, tại vì nó cũng không chu form rồi ấy. Đang phí, hơi lãng phí cái... con này không lên được tại vì là nó có cần phải... Con rô này đẹp thật, thật sự là con này là một trong những con mèo đẹp nhất mà mình từng sở hữu con này nhá. Victory à. Epic Cut Fruit, yes. Ok, cho được Epic Cut Fruit rồi đi. Bây giờ lấy con khắc chế bọn Red thôi. Green Red thì chắc chắn là sẽ bọn Red ha. Ok. Legendary Red. Red thì có con con kia con Black ạ. À, đúng không? Con Gaia Supreme là khắc chế bọn Red nhá. Đây, khắc chế bọn Red đây, có ngay. Momotaro. Nhưng thật ra là rất ít khi ra dùng cái Momotaro à. Kubilin, Pasalan. Red chỉ có bằng này con thôi. Cat Vixen. Cool.
X2X. Lâu lắm rồi dùng tốc độ 0 ha. Ghost Dragon Kamukura. Dùng thần à, dùng vàng à. Nó dùng con rồng này đấy anh em. Tộc rồng mình chính xác, tộc rồng mình không có nhiều con lắm nhá. Đánh luôn cái này nha anh em. Hôm nay cây red à, cây full cái hạt giống red à. Như thế đánh thì nó sẽ hơi chán. Nếu mà theo như mình đánh này nó sẽ không vui. Red à. Con này đắt thế, 6100 bao nhiêu này. Đắt dã man. Con Chrono The Infinity này vẫn chưa lên được. Gaia The Supreme. Và nó Bun Bun này. Chuyên gia khắc chế Bun Bun đây, đó chính là Gaia anh em ạ. Hoặc là con rồng này cũng khắc chế được. Bắn cho nó gọi là choáng luôn anh em ạ. Không làm gì được luôn ạ. Bun Bun, Red Bun Bun là một con khá yếu. Nhưng mình thấy như vậy. Rồi mình đánh thế này thôi, chắc là mình đánh này thôi, xong rồi mình sẽ chuyển sang cái khác. Chứ đánh một map này thì nó sẽ rất là buồn. Ồ, sắp chặn được cái hạt giống nhỉ. Mà cái hạt giống thì mình không cần. Hạt giống kết hợp thì nó sẽ hơi bị mệt. Thề XP Mega Bliss. Trời ơi, 8 sao. Vãi lều. Samurai Awakened Teacher is Spring Maiden Cast. Thôi, chúng ta sẽ chuyển sang qua cái Legion Quest. Cái này nó sẽ là auto lựa chọn cho chúng ta. Chúng ta không được chơi, không được lựa chọn ha. Và cái này là tùy thuộc vào cái anh em đánh cái Legion Story ấy, được cái vương miện ấy thì sẽ ảo thật sự luôn. Không được chọn đâu. Đấy. Nó sẽ là random à. Khá khó chịu à. Nhưng mà Gaia Supreme vẫn được chọn. Nó sẽ random một số con kiểu ấy. À, lợn rừng anh em ạ. Con này là con red. Nó vả rất là nhanh ha. Đơn giản như đan rổ Victory rồi. Chúng ta được xem cái speed up. Tôi vừa mất một cái speed up cho cái này. Và bên tôi lại được thêm một cái speed up nữa. Quá là ngon ha. Được cái chữ nhờ. Đây, những con này sẽ random à. Nó lấy cho cái bộ sưu tập của chúng ta ra. Chấp nhận đi. Con này khắc chế cái gì? Khắc chế zombie à? Con này khó hơn đấy nha anh em. Thấy có vẻ là khó hơn ha. Đây, Chrono. À, con Garu lâu lắm rồi mới được xuất hiện. Của bé Garu à. Lợn vẫn là lợn khá bảnh ha. Là lợn khá bảnh thôi. Máy bay, ô con máy bay này chưa tiến hóa à? Hay sao mà nhìn nó phèn lắm an nhỉ? Nhìn phèn thật sự luôn. Đây là con tăng cơ rồi. Con này khắc chế red luôn. Không anh em, nó khắc chế frosting thôi. Không hề khắc chế red đâu nhé. Làm anh em cứ tưởng nhầm nhỉ? Toang ha. Phá nhà siêu nhanh. Ok, máy bay, điều động máy bay trực thăng các kiểu là điều luôn. Yes, thắng rồi. 3515 cut job. Có thể đánh thêm được rất là nhiều map nha anh em. Và rồi chúng ta sẽ kết thúc nhé. Xin chào lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.